quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Trong nhà họ thì đây là mình đi lấy công hay là như nào? Không ạ, đây đi làm thuê. Đi làm thuê á? Ừ. Đi làm như này thì được bao nhiêu tiền? 50.000 thôi. Thế tiền này thì em lấy về để làm gì? Tiền này em lấy về để dành lúc nào được nhiều thì để dành lúc nào nếu mà ông bà bị ốm thì lấy một thuốc cho ông bà. Đi học cả ngày hay là như nào? Đi học cả ngày ạ. Vì sao đấy? Điểm sao ấy? Ê, cái này trồng vào tay của em. Cánh tay như này này, nhìn ra đây. Con chào các ông bà. Hôm nay thì có đi học không? Lại trả lời và đi học không rồi. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lên trên nhà của em Quân để thăm em Quân với lại gia đình một chút cô bác. Hay lên trên nhà của em Quân thì hôm nay thì cháu Lực để xe ở dưới kia. Để xe ở dưới kia và muốn đi trên nhà của em Quân thì phải đi qua cái đồng ruộng này cô bác này. Bây giờ thì bà con ở trên này thì cũng đang chuẩn bị là đến mùa gặt rồi cô bác này. Và cháu được nhìn thấy là ở đây là cái ruộng của nhà các cô bác hình như là không có được bón phân cho lắm cô bác. Cho nên là có những chỗ nó đã không có được tốt cho lắm rồi. Đường lên vào nhà của em Quân thì có khá là cái nhiều đường lên cô bác. Ui, con chim nhỏ này. Đây là chắc có khi là nó làm tổ ở đây, là nó về ăn cái thóc ở đây này cô bác này. Mấy hôm nay thì thời tiết ở trên vùng cao cô bác mưa khá là nhiều cô bác ạ. Có những có một số bà con thì hôm nọ trời rất là nắng ấy, cho nên là người ta gạt ra để phơi xong là để nó khô rồi thì mới tốt. Nhưng mà do là trời mưa không mấy cô bác thì phải gọi là dầm mưa để mà tốt lúa luôn cô bác ạ. Mấy hôm nay thì ở trên nhà em Quân ấy cô bác, bà con đang đến mùa gặt thì em Quân là tranh thủ đi ra ngoài để làm thuê cho người ta luôn. Trời còn đang mưa phùn nữa các bác, mà cháu được thấy là bà con ở dưới kia là đang tốt lúa rồi. Ok, như có vẻ là như em Quân đang không biết là em ấy đang làm gì ở đây này các bác này. Ruộng đây là ruộng của nhà em à Quân? Hả? Thế ruộng của nhà ai đấy? Đây rồi anh, chào Quân nhá. Rồi, đây, đeo cái mic này vào tí. Đeo cái mic này vào thì mới nghe thấy được. Ruộng ở đây là ruộng của nhà em à? Không ạ, đây là ruộng nhà hàng xóm. Ruộng nhà hàng xóm á? Ừ. Thế em ra đây là lấy cái này để về nhà mình hay là lấy như nào? Lấy cho nhà họ ra. Lấy cho nhà họ á? Ừ. Lấy cho nhà họ thì đây là mình đi lấy công hay là như nào? Không ạ, đây đi làm thuê. Đi làm thuê á? Ừ. Đi làm như này thì được bao nhiêu tiền? 50.000 thôi. Được 50.000 á? Ừ. Ở dưới kia là các bác đang tuốt ở dưới kia. Ừ. Đây là của nhà ai? Đây là của nhà hàng xóm ở bên kia. Nhà hàng xóm ở bên kia à? Ừ. Đây thì có vẻ như là đang mưa như này thì cũng tốt lúa. Vâng ạ. Hôm trước mấy bác bên kia gạt xong lấy để xong là mưa cũng phải tốt ạ.
là nếu mà mình mà không tuốt kịp là nó bị nảy mầm lên đúng không? Vâng ạ. Thành ra là phải tranh thủ là tuốt luôn đúng không? Vâng ạ. Ở dưới kia thì các cô là đang em có phải là làm nhà cho dưới nhà kia không? Có. Có à? Vâng ạ. Là ở đây là người ta cho ra mình ra làm riêng ở đây à? Vâng ạ. Từ chỗ bên kia là nãy em làm hết à? Vâng ạ. Làm như này thì người ta giả bao nhiêu tiền? 50.000 thôi ạ. 50.000 á? Vâng. Là mình cứ buộc thành bó như này à? Vâng. Ở đây thì người ta khoán cho mình hay là làm theo như nào? Làm theo ngày thôi ạ. Làm theo ngày á? Vâng ạ. Làm đến mấy giờ thì được? 4 giờ ạ. Thì 4 giờ à? Em xin 1 tiếng để đi cắt cỏ về nhà. Để tranh thủ là đi cắt cỏ đi về nhà luôn à? Vâng ạ. Thế còn ruộng nhà em là ở đâu? Ruộng nhà em ở đây ạ. Ruộng nhà em ở đây luôn à? Vâng. Nhà em chưa đến mùa gặt đâu nhỉ? Vâng. Nhà em có máy thửa ở đây? Một chỗ này ra bên kia được. Chỗ này là ra bên kia à? Vâng. Chỗ này thì hôm nọ em bảo là được bao nhiêu bao? Là được 10 bao ạ. Được 10 bao à? Vâng. Ồ, này thì chắc là nhà em độ tầm 2 tuần nữa thì mới nên gặt nhỉ? Vâng ạ. Có vẻ như là cái vụ thóc của nhà em quên các bác. Tớ được nhìn thấy là ở chỗ này rất là tốt này, nhưng mà ra đến phần là bên kia thì có thể là nó bị héo hay sao, nó bị héo cái bông lúa của nó. Năm nay thì liệu còn được 10 bao không? Chắc không được nữa. Không được à? Vâng. Đi cái dép này có thích không? Có. Có à, không có trơn nhỉ? Vâng. Mưa như thế này thì tranh thủ là hàng xóm, xung quanh hàng xóm của nhà em Quân ấy cô bác. Có. Làm những công việc gì thì em Quân sẽ là ra đi làm thuê luôn. Ở đây thì em không đi lấy công à? Không ạ. Không á? Vâng. Thế đến lúc mà nhà mình gặt thì làm sao mà mình gặt được? Nhà mình có ít thì tự gặt cũng được. Nhà mình có ít thì mình nhà mình tự gặt à? Vâng. Nếu mà có nhiều thì mình mới lại ra đi lấy công à? Vâng ạ. Sáng nay thì ra đây từ mấy giờ? Sáng nay từ 6 giờ ạ. Từ 6 giờ đã ra? Vâng ạ. 6 giờ ra là làm đến mấy giờ thì nghỉ ăn cơm? 12 giờ. 12 giờ là nghỉ ăn cơm. Ăn cơm là mình tự ăn nhà mình hay là đi nhà các cô ăn luôn? Không ạ, cơm là mình tự về nhà mình ăn. Tự về nhà mình ăn à? Vâng. Có thể là làm cái công việc mà buộc cái rơm như này các bác này để phơi lên ấy, thì là công việc nhẹ nhàng cho nên là người ta sẽ giả làm thấp hơn một chút. Thế vừa rồi thì em làm từ dưới kia lên à? Vâng ạ. Một ngày thì em làm được, ôi chỗ này thì chắc là được tầm, buộc được tầm 100 bó này cô bác này. Làm như này thì tối thì mình còn đi nhà người ta ăn cơm không? Tối nếu mà mình đi được thì mình đi ạ. Tối mà mình đi được thì mình đi à? Vâng ạ. Hình như anh thấy là nhà này hôm nọ là trong lúc mà đang nắng thì là gạt luôn đúng không? Vâng ạ. Gạt là để phơi ra đúng không? Vâng ạ. Đấy, do là không may là bị, do là không may mưa cô bác. Mưa kéo dài nhiều ngày cho nên là phải là dầm mưa để mà tốt lúa luôn cô bác ạ. Ở dưới kia thì người ta cũng làm thành cái lán này này cô bác này. Làm thành cái lán để mà gom vào xong là ra đến bên này tuốt. Nếu mà đi gạt thì được một ngày bao tiền? Đi gạt thì được nhiều hơn ạ. Một nhiều hơn à? Vâng. Được 80.000 ạ. Được 80.000 à? Vâng ạ. Ở đây là vừa nãy là các cô là tốt ở đây luôn à? Vâng ạ. À, tốt ở chỗ nào thì mình làm ở chỗ đấy đúng không? Vâng ạ. À. Mưa rất là nhiều là cũng có thể là bà con đang đến mùa gặt thì cũng rất là khó khăn với cô bác này. Còn về cái vấn đề mà trên nhà của em xử cô bác, do là trời mưa là kéo dài rất là nhiều ngày, thành ra là cháu Lực cũng chưa thể là lấy vật liệu được vào. Bây giờ nếu mà lấy được vật liệu mà đi vào đến điểm trường thì từ chỗ đoạn điểm trường đi vào nhà em xử không có đi được bằng xe máy thì để ở đấy thì cháu Lực cũng sợ là vật liệu sẽ mất đấy cô bác. Thành ra là cháu Lực muốn
cháu Lực muốn là sẽ độ tầm nắng được tầm 2-3 hôm thì sửa lại đường, xong là lấy vật liệu vào. Rồi thì từ đến điểm trường từ nhà em xử vào thì sẽ, thứ nhất là nếu mà nhờ được bà con xung quanh hàng xóm của nhà em xử vào để chở hộ thì cháu Lực sẽ mua xăng lên. Còn thứ hai, nếu mà không có nhờ được thì cháu Lực sẽ thuê người là chở từ đấy vào, cô bác ạ. Cháu Lực cũng rất là mong trong cái thời gian qua thì cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản, về cái vấn đề mà làm nhà của ba ông cháu ấy cô bác. Cháu Lực thật sự ra để mà nói cầm cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho ba ông cháu để làm nhà, để làm nhà chưa có tiến hành được, thì cháu Lực cũng rất là sợ là sẽ mang lại cái tiếng xấu đấy cho cháu Lực cô bác ạ. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Cái này thì mang về thì cháu có ăn không? Có ăn không? Có. Có à? Vâng. Nếu mà mình xin người ta về thì người ta có cho không? Không. Người ta không cho á? Vâng. Bây giờ người ta lấy buộc xong là lấy đi phơi khô xong là họ về mua. Họ về mua à? Vâng. Một bó bé 5.000. Thế còn nhà em thì mấy đứa sẽ như thế nào? Em dùng để bán hay là như nào? Của em thì nếu mà lấy được cả rơm thì em sẽ lấy rơm đi bán. Lấy rơm đi bán à? Ừ. Nhưng mà mình không để lại một phần để đến mùa đông mình tận dụng à? Để một ít ạ. Để lại một ít đúng không? Ừ. Bây giờ nhà có một con bò thì cũng chẳng ăn được bao nhiêu nhỉ? Vâng. Ở nhà thì có ông thì cũng hay đi lên rừng để tìm những cây cỏ dại về đúng không? Vâng ạ. Bạn này chỉ đi phải lộn. Nếu mà ở đây thì người ta không lấy khoán cho mình à? Có, nhưng mà ở nhà nhiều việc quá thì mình không làm được. Nhà nhiều việc quá mình không làm được à? Ừ. Thế ngày mai thì có lại tiếp tục ra đây để làm không? Mai xem, nếu mà ra được thì ra. Nhưng mà nếu mà ở đây thì người ta làm một cái bó, mình làm một cái bó như này thì người ta tính cho mình là bao nhiêu tiền? Không, người ta không tính thế này đâu. Không tính thế này á? Ừ. Tính là tính theo ngày luôn à? Vâng. Ừ. Không làm nữa à? Không ạ, lúc đấy em xin được một tiếng ạ. Một tiếng à? Vâng. Thế là bây giờ mình đi đâu? Đi cắt cỏ ạ. Thế sáng vừa rồi đi theo là cầm cả dây, cả cái liềm theo luôn à? Vâng ạ. Trưa lúc mà em về nhà ăn cơm thì mới cầm theo, là cầm từ sáng rồi? Vâng ạ, sáng nay em cầm rồi. Sáng nay cầm à? Vâng. Là tiện thể là về nhà là cầm đi theo luôn để mình lấy cỏ luôn à? Vâng. Cỏ ở đây thì mình đi lấy ở tận đâu? Tiếp bên kia. Bờ suối bên kia à? Vâng ạ. Ở đây thì chắc là em Quân là đi làm cho cái chú bên kia rồi cô bác ơi. Ruộng này của nhà chú à? Chú này không nói được hả? Chú không nói được á? Vâng. Chú này bị làm sao mà không nói được? Bị câm ạ. Câm á? Vâng ạ. À, là cũng ở gần nhà em à? Vâng. À. Nhưng mà chú có gia đình chưa? Có hết rồi ạ. Có gia đình hết á? Vâng. Nhưng mà không nói được à? Vâng. À. Kia thì bây giờ chắc là cũng làm hết rồi cô bác. Thành ra là các cô là cũng chuẩn bị là thu là về thôi. Đây thì có phải nhà cho chú không? Đây là lán của chú ạ. Đây là lán á? Vâng ạ, lấy để rơm ạ. À. Lấy hoặc là gì? Phần nào ấy? Bác. Ồ. Đằng bác lên, phần lông có hòn á? Quần thì làm cho bác này đúng không? Vâng ạ. Sao? Đấy. Hôm nay lên thì bắt gặp em Quân đang đi làm thuê để lấy được 50.000 về các bác. Thế tiền này thì em lấy về để làm gì? Tiền này em lấy về để dành lúc nào được nhiều thì để dành lúc nào nếu mà ông bà bị ốm thì lấy một thuốc cho ông bà. Lấy để dành à? Vâng. Có vẻ như là em Quân là một cái cậu bé mà rất là biết suy nghĩ đâu cô bác. Vừa đi làm về để lấy tiền xong là
để đấy xong là lúc nào mà ông bà ốm đau thì còn biết dùng cái đấy mà mua thuốc thang. Đi đường đấy à? Vâng ạ. Cái con đường này là được các cô các bác là tự mở à? Vâng ạ. Đây, hôm trước nhà chú lúc đấy đào xong là lúc nào vác gạo lên ạ. Là dùng để vác gạo lên à? Vâng ạ. Cái chỗ này thì có phải là em làm không? Có. Có à? Vâng. Là chỗ này là em làm hết à? Vâng ạ. Nói đây là ở xung quanh gần nhà em Quân đấy cô bác. Cho nên là em Quân sẽ nhận làm những cái công việc này cô bác này. Buộc thành những cái bó rơm này để phơi lên. Những công việc nào mà nặng nhọc hơn thì sẽ được nhiều tiền hơn. Còn là những công việc mà buộc rơm này cô bác này thì chỉ có là được một ngày chỉ có được 50.000 thôi. Vừa đi làm thì đến chiều tối thì em lại tranh thủ là đi lấy cỏ về để cho dành cho ngày mai thì mình lại tiếp tục đi làm công việc khác. Là cắt cỏ ở đây à? Vâng ạ. Hôm nay thì đi cắt cỏ thì em Quân cũng có biết đeo thêm bao tay này cô bác này. Hôm nay thì buộc cả ngày như này thì tay thì chắc là đau lắm rồi nhỉ? Vâng ạ. Hôm nay thì dự tính là mình buộc được tầm mấy trăm bó? Chắc tầm trăm dưới 200. Trăm dưới 200 à? Vâng ạ. Cột với lại chỉ mình cột lên, mình có vác đi cho người ta không? Vác đi xong là lại thuê cái mới vác thì họ cũng trả tiền cho ạ. Lúc mà mình vác thì người ta lại trả tiền với mình à? Vâng. Hôm nay thì ông với bà thì ở nhà làm cái gì? Chắc ông thì ở nhà cũng đi lấy củi hay sao ấy. Đi lấy củi à? Vâng. Bé Hiếu thì hôm nay có đi học không? Có. Đi học cả ngày hay là như nào? Đi học cả ngày ạ. Thì sao đấy? Ui. Điểm sao ấy? Ê, cái này chọc vào tay của em. Nào chọc. Ui máu không? Không biết nữa. Ui, bắt cầu ấy. Đeo, không đeo bao tay à? Không ạ. Đeo cái găng tay nhựa này có vẻ là nó khó cắt hơn à? Vâng ạ. Này, ông nào mà đi chợ thì anh sẽ mua luôn cái găng tay bằng một vải như thì nó sẽ tiện hơn. Vâng. Mình đi làm như này thì người ta trả tiền mình luôn hay là đến tối mới trả? Đến tối ạ. Đến tối mới trả. Vâng. Là mình đi vào nhà bác để lấy à? Vâng. Thế mấy hôm vừa rồi thì đi làm thì được bao nhiêu rồi? Em giành được 120 rồi ạ. Được 120 à? Vâng. Đi làm được 2 hôm à? Vâng.
còn là 20.000 thì là lấy đâu về? 20.000 là em hộ bác vác về 3 chuyến. 3 chuyến là được 20.000 á? Ừ. Mỗi lần vác như này thì em vác tầm bao nhiêu bó rơm? Bây giờ chưa khô thì cũng được tầm 7-8 bó. Chưa khô được 7-8 bó á? Ừ. Còn là nếu mà khô thì vác được tầm bao nhiêu bó? Khô thì tầm 30 ạ. 30 bó á? Ừ. Lúc mà nó khô thì nó nhẹ hơn rất là nhiều đúng không? Ừ. Còn cái cỏ này thì là ruộng của nhà bác hay là của nhà em? Đây là của nhà bác ạ. Nhà bác à? Ừ. Cái này là chắc là bác muốn cắt cỏ ra để bác để sang năm mà trồng à? Vâng ạ. Là một cái cậu bé mà rất là chịu khó luôn cô bác ạ. Không có từ nào để diễn tả về em Quân nữa. Mình có một cái hoàn cảnh như vậy, một cái số phận như vậy thì em ấy tự biết là mình phải thật cố gắng thì mới thể lo lắng được cho ông với lại bà cả. Như có lần em Quân nói với có một cái cô bác bảo là trước kia thì bố đi làm xa, ở nhà chỉ có ông với bà là lo lắng cho mình. Bây giờ thì ông với bà già rồi, mình thì có sức một chút, thì muốn là làm thế nào để mà báo đáp lại được cái công lao, công sức mà trước kia ông bà dành cho mình thôi. Lúc mà em bỏ học thì ông bà thì có nói gì không? Bố em thì có nói gì không? Có. Có à? Vâng. Lúc đấy thì vẫn khuyên em đi học nhé. Vâng ạ. Khuyên em đi học nhưng mà em làm thế nào để em nói được bố nghe với lại ông bà nghe? Em bảo là bây giờ thì một mình bố làm thì con ra phụ bố. Xong là bố bảo là bố cũng cho cháu cho em nghỉ, xong em mới nghỉ. Nhưng mà cái việc mà em bỏ học như này thì thực sự ra để mà nói thì nó không có đúng cả. Nhưng mà bây giờ rơi vào cái số phận như vậy, cái hoàn cảnh như vậy thì bắt buộc em là phải như vậy rồi. Lúc đấy thì đã có bé Hữu chưa? Có rồi ạ. Có rồi à? Vâng ạ. Thế thì có bé Hữu xong thì mẹ bỏ đi thì em mới bỏ học à? Vâng ạ. Bố thì làm xa thì em phải ở nhà, bỏ học về nhà. Đến mùa hạt trầu thì em đi tìm. Xong lúc đấy em của em còn bé thì em phải tìm xong rồi lấy tiền đi mua sứa về cho em. Em mới không khóc ạ. Thế bố như này thì gửi về thì hàng tháng thì trước em bảo là gửi được 2 triệu ạ? Vâng ạ. Hai triệu thì có lúc là đi vay tiền để đi mua phân bón về để cho lúa, xong là bố gửi về thì phải lấy đi trả, xong là cũng được ít, cũng còn dư ít thì lấy mua gạo vì không có tiền mua sữa cho em thì em phải đi tìm. Thế thì theo như anh biết là hầu như là cả cuộc đời bố của em thì đều đi làm thuê hết à? Vâng. Một năm thì về được có 2 lần hay là 3 lần? 2 lần thôi ạ. Nếu mà mỗi lần về thì về được mấy ngày? Về chắc tầm 2-3 ngày lại xuống. 2-3 ngày lại xuống à? Vâng. Cái công việc của bố em trước kia là đi thường đi làm cái gì? Bố em thì làm phụ xây ạ. Làm phụ xây? Vâng.
Nhưng mà anh thấy là nếu mà đi ra ngoài mình đi làm được nhiều tiền hơn thì sao em không có đi? Em cũng đi rồi ạ. Em cũng đi á? Vâng ạ, xong là ở nhà không có ai cắt cỏ thì ông với bà cũng già rồi thì em phải ở lại cho bố đi. Ông với bà thì đã có những lần mà bị bệnh làm nặng chưa? Ốm nặng chưa? Rồi ạ. Rồi ạ? Vâng ạ. Bà thì bị một lần thì không đi đâu được, chỉ ngồi một chỗ. Là có nghĩa là bị trước kia là bị như kiểu là bị tai biến một lần à? Vâng ạ. Xung quanh khu này thì có ai bằng tuổi em không? Có à? Vâng. Hơn em 1 tuổi. Hơn em 1 tuổi à? Vâng. Thế thì các anh là đang còn đi học rồi nhỉ? Không, anh cũng... Anh nhà bên kia cũng bố cũng già, cũng ở nhà rồi. Bố cũng già là cũng ở nhà? Vâng. Nhưng mà anh đấy là chắc là còn có bố có mẹ chứ? Vâng ạ. Đôi khi em đã từng nghĩ là tại sao mình lại có cái số phận và cái cuộc sống như vậy không? Em đã từng nghĩ đến cái điều đấy không? Không ạ. Không á? Vâng. Em lúc mà em nhìn thấy bạn bè mà trang lứa mà người ta được có bố có mẹ này, xong lại được bố mẹ mua cho cái này cái kia thì lúc đấy thì cảm xúc của em là như thế nào? Bố mẹ em cũng không có gì nhiều thì em cũng không đòi hỏi nhiều đâu ạ. Không đòi hỏi, cũng không dám đòi hỏi mình thứ gì ạ? Vâng. Bây giờ mà cái điều mà em mong muốn nhất thì là em sẽ muốn cái điều gì? Em muốn là có bố có mẹ. Vâng. Nhưng mà bây giờ bố đã mất rồi thì ai nói em cũng không nghe đâu. Em tự họ nói xong là em buồn tí, xong là em đi chơi một lúc xong lại quên đi, xong là em lại đi làm tiếp. Lại làm tiếp à? Vâng. Đó là một cái nghị lực rất là lớn của bác ạ. Là một cái cậu bé mà phải là gồng gánh cho mình trên đôi vai của mình rất là nặng luôn, không biết là phải diễn tả như thế nào cô bác. Và trong thời gian qua thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị là quan tâm tới em Quân và gửi cái tấm lòng vàng tới cho em Quân. Hiện tại thì số tiền quý của em Quân thì cũng được cúng cầm. Đối với em Quân thì phải nói là một cái số tiền mà rất là lớn cô bác. Tấm lực cũng rất là mong trong thời gian tới thì sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng và phần trợ viên của cái ông bà cô chú anh chị gửi tới cho em Quân để sau này em Quân có thể là sửa sang hay lại cấp cho mình một cái ngôi nhà mà ấm cúng hơn. Bây giờ thì chuẩn bị một mùa đông tới nữa rồi. Còn nói là một mùa đông tới thì em Quân với lại gia đình của em ấy đối mặt một cái mùa đông nói là rất là lạnh lẽo luôn cô bác. Rất là lạnh lẽo ở phần bên ngoài. Còn ở bên trong lòng của em Quân thì nói là có ông, có bé Hiếu, có bà thì em ấy rất là mãn nguyện vì cái điều này rồi. Ông với bà của em Quân thì hiện tại thì cũng phải nói là cũng đến tuổi rồi, cũng ốm yếu rồi cô bác. Ông của Quân thì năm nay đã được 77 nhỉ? Vâng. 77 thì cũng gần là 80 rồi cô bác. Vâng. Ông thì bây giờ có còn đi ra ngoài để đi đổi công không? Không ạ.
khó mà. Khó. Ông thì bây giờ còn có đi ra ngoài để mà đổi công về cho người ta giúp mình gặt không? Có. Có. Vâng ạ. Còn bà thì có còn đi được không? Bà thì không đi được nữa, ở nhà trông em. Trông em với lại lấy thêm dâu lợn. Dâu lợn đúng không? Vâng. Em đã từng là bắt gặp bà mà em đã từng nhìn thấy bà mà vừa đi về xong là vừa đi lấy cỏ vừa lấy dâu lợn chưa? Rồi ạ. Bây giờ thì ở trong thôn này thì chỉ có là đến cái mùa gặt này thì còn có việc thôi đúng không? Vâng ạ. Mày nữa thì lại đến quốc bờ xong thì lại đến cái thì lại cũng không có việc gì nó làm rồi nhỉ? Vâng. Đến mùa đông này thì chắc là không có ai để mà trồng lúa đâu đúng không? Vâng ạ. Phải qua Tết thì bắt đầu là người ta mới trồng vụ mới rồi. Bây giờ họ chỉ lấy mới vụ này xong là trồng ngô. Trồng ngô à? Vâng ạ. Thế là trồng ngô thế là mình vẫn còn đi vẫn còn có chỗ để mà đi làm được đúng không? Vâng ạ. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng với Quân là cắt xong một cái bó cỏ mà nhỏ nhỏ thôi cô bác. Ở đây thì chú kia là cho hết cả cái chỗ này hay là cho lấy một bó thôi? Cho lấy hết ạ. Cho lấy hết à? Vâng ạ. Thế là mai mình ra làm cho chú xong thì mình lại ra đây cắt à? Vâng ạ. Nhà chú thì có cỏ nhiều à hay mới cho à? Vâng ạ. Nhà chú cũng một con thì có nhiều ruộng ấy thì chú cho cắt. À, chú cũng trồng nhiều ạ. À? Vâng ạ. Rồi lấy cái liềm cho anh cầm nha. Dạ. Không đội à? Không ạ. Lần sau đi là phải kèm theo cả cái bao nữa. Vâng. Đường này đi cũng khó khăn đấy nhở? Vâng ạ. Thank you.
cuối này thì có bắt cua không? Có ạ. Có từng bao giờ ra đây để bỏ cua chưa? Em được ra đây bắt cá nữa. Bắt cá nữa? Vâng ạ. Có cá nữa? Vâng ạ. Có cá nhưng mà nó có cá gì? Lươn ạ. Lươn á? Vâng. Quần này vác một cái bó củi mà to hơn cả người của mình luôn cô bác ạ. Bây giờ đến mùa này nếu mà họ làm xong hết thì mình không có gì làm, mình đi đào lươn đi bán. Đào lươn đi bán à? Vâng ạ. Trong ruộng này có à? Vâng ạ. Quần thì vác một cái bó cỏ mà nó to hơn cả người của mình luôn rồi cô bác ạ. Như là cái bó cỏ hôm nay là mình lấy để cho sáng mai à? Vâng ạ. Là tối là mình đi lấy thì là để cho ngày mai luôn à? Vâng ạ. Nhà trụ nhà hàng xóm của em Quân cô bác, chú này thì hai vợ chồng hay đi làm xa nên là bỏ lại cái ngôi nhà, xong là cái ngôi nhà nhỏ nhỏ này cô bác này thì cũng được là bác anh cho mua cho nhà em Quân để mà mượn, để mà để cho như này này. Đây, bé Hiếu thì đang ở trong nhà đây, cất điểm đi. Nào Hiếu, con chào các ông bà. Rồi, ở đây làm gì đấy? Cái chỗ này là chỗ của nhà em chú hái cỏ à? Vâng. Hôm nay thì Hiếu đi làm gì hả? Hả? Trả lời chú xem nào, hôm nay đi làm gì? Hôm nay đi học không? Hả? Đi học không? Đi học không? Lại đi học không? Chú hỏi bảo đi học không thì bảo có chứ. Khoanh tay nào. Khoanh tay. Mồm bẩn đấy, khoanh tay nào. Khoanh tay. Tay ra. Khoanh tay ra. Ôi cho kìa, thấy luôn, đẹp luôn. Mà khoanh tay như này này. Nhìn ra đây. Con chào các ông bà. Hôm nay thì có đi học không? Lại trả lời vào đi học không rồi. Đấy, như đây là những cái quần mà hôm được các bác gửi lên cho cho đâu. Ờ, cùng ạ. Ở bên này làm gì đấy? Hả? Được khỏi ở bên này làm gì thì lại ở bên này làm gì? Chào chú, được thế nào? Chào chú. Con chào chú. Đấy rồi, đấy có vẻ hôm nay bé rất là ngoan này cô bác này. Đấy, phải ngoan như này nhá. Đấy, vừa về đến nhà là bé Hiếu quấn luôn cô bác. Hôm nay cả ngày không được gặp rồi nhỉ. Vâng ạ. Sáng sớm thì đi học sớm. Lúc mà em chưa dậy thì em đã đi làm rồi chứ. Vâng ạ. Hiếu, có thương anh Quân không? Hả? Thương con. Thương anh Quân, thơm anh Quân cái nào, yêu anh Quân nào. Nửa lớp với Quân vào. Nửa để lớp với Quân này. Nửa đúng không ạ? Nửa đúng không ạ? Nửa đúng không ạ? Nửa bình nào quá. Nửa đúng không ạ? Đúng không ạ? Nửa đúng không ạ? Chúc mừng ạ. Cúp mừng ạ. Ê, chắc chắn. Vừa về nhà cái là Quân, em là Quân được quá. Hôm nay thì có vẻ là cả ngày không có được gặp em Quân đâu. À, không biết là đằng sau này nhà chỉ có bị sạt thêm không? Thật vãi. Ở đây thì hôm nọ có một số cô bác thì có bảo với cháu Lực là không nên phát cỏ như này cô bác này. Phát cỏ như này để cho nó không có rậm rạp. Tại vì là nếu mà không phát thì sợ là rắn rết vào rất là nhiều cô bác.
can tự. Những cái cầu thang mà gia đình em Quân lên đấy các bác, có thể nói là một cầu thang này cũng rất là nhỏ nhỏ thôi. Còn những cái phần thì nó bị dịch thì nó cũng đã bị mòn rồi. Còn ở phần chỗ hành lang này các bác này, cháu Lực cũng đã bị hiểu lên rất là nhiều lần rồi. Quân có kể với cháu Lực là có những lần bé Hiếu đã bị té đây xuống này các bác này. Nào lấy ghế cho chú nào Hiếu, lấy ghế chú. Con trắng không ạ? Bé trắng mà hả ạ? Bé trắng hương à? Bà, ổn bay mà. Ấn bay à? Bay mà. Ấn bay mà bè. Bay ổn bay mà. Ấn bay à? Ấn bay mà, ổn bay à? Cháu Lực vừa bảo là lấy cái ghế cho chú thì đi chạy đi lấy luôn. Đấy, lấy ra đây cho chú ngồi. Đấy, nặng đấy, nặng đấy. Đấy, thả xuống đây. Rồi, đấy, chú xin nhá. Chú cảm ơn nhá. Nhá. Đi lấy nước cho chú một cốc nào. Đi lấy nước cho chú một cốc. Bên tăng ạ. Ê, bèo nắm mà hơ ạ. Hơ ảo vậy. Hãy nói bằng tiếng Kinh thì có thể là chưa biết nghe thật lắm cô bác. Chỉ biết nghe bằng tiếng Nùng là nhiều thôi. Đấy, chạy ra bên kia để rót nước cho cháu Lực luôn này cô bác. Đi piêng giúp bắn ạ. Đấy, còn là biết rửa cốc luôn cô bác nhé. Như Quân thì phải dạy tiếng Kinh cho bé Hiếu rất là nhiều nhá. Vâng ạ. Đấy, đau rồi, đau rồi. Vừa đi thì vừa tràn ra ngoài luôn các bác. Chú xin nhá. Đồ chơi đâu rồi? Đồ chơi hôm qua chú đưa cho đâu rồi? À? Đây, mà. Nhưng ạ. Đâu? Béo map ấy. Đâu? Đồ chơi à? Búp bê à? Búp bê là đâu? Nhưng ạ. Béo map luôn mà. Này, tốt ạ. Đây à? Đấy. Đâu rồi lắm. Lục ý á, nói là búp bê chứ, búp bê. Búp bê, ai cho đây? Bà cho, bà đi. Bà ở Mỹ cho. Bà ở Mỹ cho. Cho chú một cái được không? Cho được không? Cho chú. Cho chú. Hỏi bà cho chú một cái cho đâu. Có thích không? Có thích không? Chú lấy cả hai cái về nhá. Nhá, chú lấy bỏ vào túi nhá. Nhá, bỏ vào túi chứ mang về nhá. Đấy, không có kiệt sỉ của bác nhỉ, bảo là lấy cả hai con để vào túi cũng là gần đầu này. Hôm nay thì bé rất là ngoan luôn. Anh Quân đây đâu rồi? Anh Quân đi đâu rồi? Anh Quân đâu? Sao bị Quân ở ra? Phải ra. Nói bằng tiếng Kinh thì không biết nghe, nhưng mà nói bằng tiếng Nùng là biết nghe này. Đấy, ông với bà thì mỗi người đi làm một công việc rồi cô bác, không có ai ở nhà. Một mình nhà bé khác chơi ở bên kia thôi. Một mình khác chơi à? Bọn tôi hỏi nhau á? Hả? Đấy, chỉ bị gần đầu này các bác này. Yêu đi, yêu yêu búp bê một cái. Thơm, thơm lắm một cái. Yêu. Chúc với ạ. Chúc. Chúc với ạ. Rất là quý luôn. Quân thì hôm nay chắc là đi làm thì cũng là mệt rồi nhỉ? Vâng. Một tí nữa thì là phải đi nhà chú để ăn. Tối nay thì ăn cơm nhà chú hay là ăn cơm ở nhà em? Tối là ra nhà chú xong là ra nhà chú ăn cơm xong chú mới đưa tiền. Chú mới đưa tiền à? Vâng. À, thế là tối nay là ông với bà đã đến khách ăn cơm à? Vâng. Còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại với ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Con kính chào tạm biệt của ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, bye bye, hello people, tổng hát bye. Cảm ơn anh. Con chào. Chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Quý ông bà. Con bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Anh chị. Bye bye. Bye. Ôi chị bé. Hãy cộng thân ạ. Bye bye. Bye bye.